Đầu tiên nhất thì chúng ta phải nói về những bản tin của Ukraine để bổ sung vào những bản tin của Ukraine cho các quý vị. Đặc biệt là những bản tin mà Nguyên quên hay là Nguyên thiếu sót. Đầu tiên nhất thì các quý vị biết là cái kế hoạch phản công của Tổng thống Zelensky để tìm lại cuộc thắng lợi. Và cái bước đi đầu tiên đã thành công, đó là khu vực kết đã thành công. Vậy cái bước đi thứ hai, muốn thực thi nó phải có tiền. Về cuộc đời này bây giờ mà không có tiền không làm được cái gì hết. Có nhiều người sao nói là có tiền chưa chắc là hạnh phúc. Đúng. Có nhiều người, rất là nhiều người có tiền trên thế giới này, họ chưa chắc được hạnh phúc. Nhưng mà không có tiền chắc chắn là không bao giờ hạnh phúc hết. Cái điều đó là Nguyên khẳng định. Có tiền thì chưa chắc. Mà không có tiền thì Nguyên khẳng định 100% luôn là không thể nào hạnh phúc được. Đặc biệt là trong cái cuộc chiến tranh này, đặc biệt là cái cuộc chiến tranh nó hao mòn về kinh phí kinh tế và cần rất là nhiều tiền, thì giờ cái nền kinh tế sản xuất được hơn mười mấy triệu dân, có thể nói gần cả 20 triệu dân rời khỏi đất nước. Đó là một việc. Việc thứ hai, thanh niên thì phần lớn là đi lính, còn bao nhiêu thì đi lao động, vân vân và vân, nhất là nhiều vấn đề nhức đầu. Nên là Ukraine cần một số tiền. Thì ngày hôm nay đó, ông phía bên chính phủ của Ukraine đó, đặc biệt là qua lời phát biểu của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Tham mưu trưởng và cả luôn Thủ tướng đó, họ mới nêu lên cái vấn đề là họ phải vay tiền. Mà vay tiền ở đâu bây giờ? Nhà băng thế giới thì thiếu nợ đầy đầu hết. Mỹ thiếu nợ Mỹ, thiếu nợ Pháp, thiếu nợ Đức. Bây giờ mượn tiền người ta không được. Nên là muốn mượn cái tổ chức G7. Vì tổ chức G7 là cái tổ chức giàu nhất hiện bây giờ. Cái nhóm chỉ có 7 quốc gia, nhưng mà cái kinh phí của họ có rất là lớn. Và thủ tướng của Ukraine đã nêu lên đó, trong cái kế hoạch phản công đó, ông ta cần một số tiền. Và ông ta muốn mượn 50 tỷ đến từ cái tổ chức G7 này. Trong nguyên mạng phép không cần thiết phải nêu lên 7 quốc gia trong G7. Các bạn biết là G7 nó có 7 quốc gia. Và cái số tiền ông ta muốn nêu lên là 50 tỷ. Và ông ta cho rằng là 50 tỷ này nó sẽ bước qua cái kế hoạch thứ hai để tạo ra cái cuộc chiến thắng. Cái kế hoạch thứ hai nó tạo ra cái cuộc chiến thắng. Và cái ông ta nói là đây nó nằm trong cái kế hoạch của Tổng thống Zelensky. Cần 50 tỷ để đưa ra cái kế hoạch thứ hai. Và đặc biệt hơn nữa là mong G7 không lấy lời, cho mượn không có điều kiện. Cái này hơi khó ha. Cái này các vị mượn nợ, chủ nợ lúc nào cũng đặt điều kiện, chừng nào anh trả. Anh trả ngắn hạn hay dài hạn, anh mượn lâu hay mượn dài. Anh trả một đợt hay nhiều đợt. Còn cái này là Ukraine họ nói là không có điều kiện, đừng có lấy tiền lời. Mà G7 thì có dư khả năng 50 tỷ, thì đối với G7 không phải là con số lớn. Thực tế thì cái tổ chức G7, cái kinh phí họ cao lắm. Nhưng mà họ có đồng thuận hay không thì không rõ, nhưng nằm trong một cái kế hoạch của họ. Ngoài ra thì phóng viên báo chí mới hỏi thêm thủ tướng nữa. Vậy vấn đề nhân lực ông nghĩ như thế nào? Nhân lực có nghĩa là người đó, chúng ta có đủ hay không? Chúng ta có đủ nhân lực. Chúng ta có tiền rồi nhưng phải còn có nhân lực. Thì ông thủ tướng ngày hôm nay ông mới nói rằng nhân lực thì tôi có giải pháp. Giải pháp của tôi là một là đi lính, hai là lao động. Đơn giản. Không có cái vụ bây giờ là một là anh đi lính, hai là anh lao động để cung cấp cho vấn đề yểm trợ cho quốc phòng. Một là anh đi lính, hai là anh hậu cần. Hậu cần trong đó anh làm trong những cái công ty sản xuất vũ khí. Anh làm những cái thiết bị về yểm trợ. Bây giờ không có vụ anh có điều kiện rồi anh lề mề không. Cái kế hoạch thứ ba là một lao động, hai là đi chiến trường. Anh chọn cái nào? Không bao giờ không tha thứ cho bất cứ một ai nữa. Bởi vì cái hiện bây giờ có rất là nhiều người thanh niên của Ukraine, họ không có đi lính, họ sống bình thường, nhà có điều kiện, họ cũng không cần phải làm cái gì cả. Bây giờ thì cần nhân lực, nên là bây giờ phải chọn. Đâu nói là nếu mà G7 cho chúng tôi 50 tỷ thì chúng tôi sẽ áp dụng qua thứ ba, đó là nhân lực. Và ép tất cả người dân Ukraine đi vào trong cái khuôn khổ, trong cái bối cảnh đất nước phải tạo ra cái cuộc thắng lợi.
Thì đây là cái kế hoạch của phía bên Ukraine để muốn chứng minh cho thế giới thấy là cái bước đi táo bạo của họ và để thắng lợi trong cuộc chiến và ép Putin phải đàm phán. Tất nhiên đây là chỉ có một cái khía cạnh nhìn của Ukraine mà thôi. Nga có đồng thuận cái điều đó hay không thì Nguyên chưa chắc. Vì chúng ta đều biết là cái suy nghĩ của Nga nó rất là cực đoan. Và cả bây giờ thì Nga cũng không muốn đàm phán. Nga cũng không muốn đàm phán. Thì nếu mà Ukraine họ quyết 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 định sống còn với cuộc chiến tranh này, họ đánh cho là họ đánh là họ dồn hết tất cả dân của họ trong cái giai đoạn chiến tranh. Còn bây giờ thì Ukraine chưa nha. Ukraine hiện bây giờ là vừa chiến tranh vừa kinh tế, vẫn để cho người dân sống một cách đàng hoàng, không ép người dân gì hết. Chừng nào người nào nằm trong cái danh sách chiêu mộ thì bắt buộc phải đi lính thôi, còn không nằm danh sách thì thôi, hoàn toàn được tự do muốn làm cái gì thì làm, ngoài rời khỏi đất nước. Bây giờ thì bắt đầu sẽ có thể là trong tương lai Ukraine sẽ đưa ra những cái khuôn khổ rất là nghiêm khắc và tất cả mọi người phải đóng góp trong cái cuộc chiến tranh này hết, dù anh là ai cũng vậy, anh là nhà tỷ phú cũng vậy, không cần biết anh có điều kiện anh như thế nào, không cần biết anh cũng phải đóng góp trong cuộc chiến tranh. Một là anh cầm súng, hai là anh ở hậu cần để mà làm việc để củng cố giúp đỡ cái công cụ này, chứ không thể anh ăn không ngồi rồi hay là anh làm chuyện gì đó nó không liên quan được. Bây giờ đất nước sống còn nó không thể để chịu đó. Thì đây là một cái bước đi mới của Ukraine mà nếu thực thi được, nguyên là nếu thực thi được thì cái những cái hành động đó sẽ gặp cái sự phản đối của người dân. Nước tự do là như vậy. Bài phát biểu của ổng trước báo chí ngày hôm nay chắc chắn là ngày mai ngày muốt sẽ có nhiều người ở Ukraine họ sẽ bất mãn. Vì các vị biết là cái tâm lý của người dân họ không thích, họ muốn tự do, họ không thích bị người ta áp đặt họ. Nên là cái điều đó sẽ khuyên nghĩ là không phải dễ thực thi ở tại Ukraine đâu. Với cái tánh của người dân Ukraine thì khó thực thi. Đó là bản tin liên quan đến Ukraine đầu tiên. Và bây giờ trong Nguyên mạng phép bản tin thứ hai liên quan đến Nga. Thứ trưởng của Nga, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng của Nga đã bị truy tố nữa. Ông này cũng là đàn em của ông Shoigu. Và cho rằng ông này đã có những sai phạm tham nhũng bỏ túi riêng. Thì cho Nguyên nói á, Nguyên nói một cái câu công tâm nha. Bộ máy chính trị của Nga nó tham nhũng y hệt Việt Nam mình thôi. Không có ông nào mà không bỏ túi riêng hết á. Chỉ ít hay nhiều. Trong lúc mà chiến tranh á, thì là mấy ông quân đội á, bỏ được túi. Còn trong lúc hòa bình á, thì mấy ông chính trị gia bỏ trong túi. Chứ vậy thôi. Và bây giờ đó Putin á, ổng muốn tìm cái nguồn tiền để mà cung đắp vô cho cái quốc phòng. Nên là ai giàu đủ mập là ổng thịt. Mấy bữa nay ổng bắt hàng loạt người. Ổng thấy mà ai mà đủ giàu đủ mập mà không nghe lời là ổng thịt. Đầu tiên Putin ổng nói rất là dễ. Chúng tôi cần tiền. Các anh có tiền không? Cho chính phủ. Không cho chứ gì. Được. Thì bây giờ khi một thứ trưởng bộ quốc phòng đàn em của Seru đã bị đưa lên thớt và bị điều tra về vấn đề tham nhũng, mà điều tra ra là dính chắc, làm sao không dính được, điều tra là dính, nên là thấy rõ được là ngày hôm nay Putin đang cũng cần tiền và nội bộ của trong bộ máy chính trị á, của Putin đang có sự lục đục, đặc biệt là giữa ông Seru và Putin đang ở trong một cái giai đoạn vô cùng gay cấn. Ông Seru có thể chấp nhận như vậy mãi chăng? Tình trạng chính trị của Nga nó có thể đem đến những sự bất ổn trong những ngày kế tiếp. Đây là ước mơ của nhiều người. Cái điều người ta đang ước mơ đó là không phải là cái thế chiến thứ ba hay là NATO thắng Nga hay là Nga thắng NATO. Cái điều người ta ước mơ là chính trong cái bộ máy chính trị của Nga lật đổ Putin mà nó giải quyết một cách ổn thỏa, nó không dẫn đến cuộc xung đột chiến tranh lớn. Và nó có thể giải quyết một cách mềm mỏng nhẹ nhàng. Cái điều đó là cái ước mơ của rất là nhiều người. Nguyên ơi, nhớ check email. Cảm ơn. Nguyên sẽ kiểm tra lại của chú và anh chị em. Nhắn nhỏ Nguyên chắc là có thông tin gì đặc biệt đúng không? Để Nguyên kiểm tra lại cái điều đó. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật tục cô chú và anh chị em. Nếu các vị nào gửi mail cho Nguyên thì Nguyên trả lời rất là chậm vì công việc của Nguyên rất là nhiều, các vị cũng biết đó. Và nhiều khi cô chú anh chị em gửi trong cái mail á, Nguyên không có, nhiều khi Nguyên không ít có khi nào có thời gian để vào xem.
công việc của mình. Nên là Nguyên có trả lời phản hồi chậm thì Nguyên cũng cáo lỗi cùng cô chú và anh chị em. Và bây giờ một bản tin khác liên quan đến Putin. Putin sẽ sắp đến một cái quốc gia nằm trong cái danh sách ECC. ECC có nghĩa là danh sách tòa án của quốc tế. Putin sắp sửa ghé thăm quốc gia đó. Và cái quốc gia này thì Nguyên biết là không bắt Putin. Quốc gia này sẽ không bắt Putin đâu. Vì không có đủ khả năng bắt. Và lý do Putin đến đó thì Nguyên cũng biết nguyên nhân và lý do. Cái quốc gia mà Putin sắp đến đây, đó là quốc gia Mông Cổ. Mông Cổ. Mông Cổ là trong những cái quốc gia nằm trong 128 quốc gia chấp thuận tòa án của quốc tế, tuân theo luật lệ của tòa án quốc tế. Sắp sửa tới đây Putin ghé thăm Mông Cổ. Và các vị cũng biết đó, theo cái luật lệ của quốc tế thì Mông Cổ có trách nhiệm bắt Putin dẫn độ đến tòa án quốc tế ở tại Hòa Lan để mà xét xử. Nhưng mà Nguyên biết là Mông Cổ sẽ không làm điều đó. Vì Mông Cổ là một cái quốc gia hiện bây giờ rất là nghèo, cả luôn kinh tế và quân sự. Mông Cổ còn đang bị sự đàn áp và uy hiếp của Trung Quốc rất là mãnh liệt. Mông Cổ đang ở trong cái giai đoạn đất nước còn nghèo, đang bắt đầu ở trong cái giai đoạn mới vừa phát triển. Mông Cổ không có đủ khả năng bắt Putin và cũng không dám điều đó. Không dám điều đó. Nên là chắc chắn là cái chuyến đi tại Mông Cổ thì Putin sẽ không xảy ra bất cứ một vấn đề gì. Nhưng ngược lại, Putin có thể bị ám sát ở tại Mông Cổ nó dễ dàng hơn ở những chỗ khác. Hiện bây giờ cái người ám sát Putin không phải là Mỹ, không phải là phương Tây, mà chính là người dân Nga. Chính những thế lực chống đối Putin ở tại trong đất nước. Với cái sự an ninh của Mông Cổ nó khá là lỏng lẻo, nó khá là lỏng lẻo. Cái điều duy nhất ở tại Mông Cổ Putin có thể gặp đó là vấn đề ám sát. Ám sát các quý vị. Nhưng mà các quý vị biết là mỗi lần Putin rời khỏi đất nước là Putin điều động tới 40 mấy ngàn người. Đó. Xin lỗi, 4.000 người. I'm sorry. 4.000 người. 4.000 người để mà bảo vệ. 4.000 người để bảo vệ khi ông ta rời khỏi. Nên là muốn ám sát Putin nó cũng không hề dễ. Chỉ có một điều lý do ông ta đến Mông Cổ để làm gì? Đơn giản như đang giỡn là thiếu nhân lực. Thiếu binh sĩ. Ông ta kiếm nhân lực, kiếm binh sĩ. Ông ta đang kiếm binh lực và kiếm binh sĩ mà thôi. Hiện bây giờ ông ta cần thiếu số lượng binh sĩ của Nga tử vong trên chiến trường quá nhiều. Và bây giờ người dân Nga họ không muốn đi lính. Vì một đi không trở về ai mà đi. Một đi không trở về ai mà đi. Các vị biết là những cái thành phố lớn không ai đi lính đó. Những cái người mà đi lính hiện bây giờ là những cái nơi vùng sâu, vùng xa, những cái nơi nghèo người ta mới đi. Những thành phố lớn người ta sống sung túc, người ta có cái kiến thức và người ta hiểu được cuộc chiến tranh này, không ai đi lính hết. Và nếu ông ta cứ ép người dân đi lính thì dân nó sẽ bất mãn và dân sẽ nổi loạn. Nên là Putin phải tìm nhân lực ở chỗ nơi khác. Và Mông Cổ là cái quốc gia nghèo, nó sát biên giới với Nga, nó rất là tiện lợi, nó rất là tiện lợi cho ông tìm được một số lượng nhân lực. Thì Mông Cổ là Nguyên nói là một cái đất quốc gia người ta đã bỏ lãng quên. Nói về Mông Cổ thì ai cũng sẽ nhớ là Tần Cát Tư Hãn hết. Nhưng mà các vị biết mà, những cái quốc gia nào mau phát thì mau tàn. Nên là đất nước Mông Cổ ngày hôm nay nó không còn là một quốc gia cường mạnh trong quá khứ và của lịch sử nữa. Và cái sự việc mà chúng ta thấy cái bước đi đó, cái bước đi của ông Putin thấy rõ nét là ông ta đang gặp khó khăn trên chiến trường và ông ta đang cần sự giúp đỡ về nhân lực. Cái điều đó thì chúng ta đã thấy rõ. Đây là bản tin liên quan đến Putin ngày hôm nay và Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị mến thương trong đàn. Và bây giờ chúng ta chuyển sang qua bản tin của Hoa Kỳ, bầu cử của Mỹ. Cỡ này các vị biết là ngày nào Nguyên cũng cập nhật một số lượng bầu cử của Mỹ hết, là bởi vì nó cần thiết. Vì trong một cái bối cảnh ngày hôm nay thì chúng ta không biết là chúng ta cựu tổng thống Donald Trump quay trở lại tòa Bạch Ốc hay là đất nước Mỹ sẽ có một người phụ nữ đầu tiên làm tổng thống của Hoa Kỳ. Hên xui. Nên là không ai biết được. Và cái điều đó thì hiện bây giờ ở tại Hoa Kỳ đó là cái điều quan trọng nhất. Thì đặc biệt hơn nữa là bà phó tổng thống lần đầu tiên sau khi bà ta được đại diện chính thức làm ứng cử viên thay thế cho Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ để cạnh tranh với cựu Tổng thống Trump, thì lần đầu tiên bà ta trả lời trước báo chí.
Vừa qua có nhiều người muốn phỏng vấn bà hết, bà từ chối. Đây lần đầu tiên bà trả lời với người phụ tá của mình, có thể là phó tổng thống tương lai. Trong cái bài phỏng vấn thì người ta đặt nhiều câu hỏi, trong đó có nó vấn đề của cái bộ máy chính trị tương lai, nội các của tương lai, về vấn đề biên giới và nhiều vấn đề khác. Khi người ta đặt một câu hỏi là vấn đề nội các, nội các là những cái người được bổ nhiệm trong những cái bộ phận quan trọng của bộ máy chính trị, giống như là bộ này bộ kia, bộ y tế, bộ giao thông, bộ này bộ kia, hay là những người ở trong cái giống như là thư ký, những cái người quan trọng, phát ngôn viên vân vân gì đó, trong cái điều hành của cái bộ máy chính trị của một chính phủ đó. Thì người ta hỏi là bà có chấp nhận bổ nhiệm một người đảng Cộng Hòa, đảng đối lập trong cái bộ máy chính trị bà hay không? Thì các vị biết là cái theo cái truyền thống của nhiều đời nhà tổng thống trước của Hoa Kỳ, là khi họ làm tổng thống thì họ sẽ bổ nhiệm một hai người, một cái đảng phái đối lập, để chứng minh rằng là họ không có kỳ thị, họ không có kỳ thị đảng phái, và trong cái bộ máy chính trị cũng có vài tiếng đối lập. Nhiều khi một người, nhiều khi hai người, tùy theo cái ông tổng thống đó. Thì bà phó tổng thống bà nói là cái vấn đề này nó quá sớm, bởi vì hiện bây giờ bà ta trọng tâm, kêu là trọng tâm đó, trong vấn đề mà bầu cử sắp tới đây còn 60 mấy ngày nữa. Hiện bây giờ cái điều đó hãy tính sao nếu bà ta trở thành tổng thống của Hoa Kỳ. Cái điều đó, nhưng với bà ta cái vấn đề bổ nhiệm một người đảng Cộng Hòa trong cái bộ, chuyện đó cũng bình thường và chuyện đó cũng nên bà ta không phản bác. Nhưng bà ta nói hiện bây giờ cái chuyện đó nó không phải là cái chuyện quan trọng, đó là chúng ta không cần thiết phải nêu lên bây giờ. Ngoài ra người ta nêu lên vấn đề biên giới. Hỏi bà bây giờ bà làm tổng thống thì bà giải quyết cái vấn đề khủng hoảng biên giới như thế nào? Đó. Bà giải quyết cái vấn đề khủng hoảng biên giới ra sao? Thì lúc đó thì bà bắt đầu hơi bị cứng miệng. Bà mới nói là cái biên giới khủng hoảng ngày hôm nay là lỗi Bắc Trump. Do cái sự ngoại giao của Bắc Trump, cái khủng hoảng ở tại Nam Mỹ, và nó dẫn đến cái sự mà người ta, bà không biết, bà ngay lập tức bà lấy Bắc Trump ra làm bia đỡ đạn. Vậy bây giờ cái biên giới ai cũng biết là biên giới là do với chính quyền Joe Biden, nó mới dẫn đến cái thảm họa của biên giới Hoa Kỳ ngày hôm nay, với cái sự thất bại cái đường lối chính trị của Joe Biden, và cuối cùng tổng thống Joe Biden phải quay lại cái đạo lực của Bắc Trump. Thì bây giờ bà đổ nó là tất cả là do cái sự ngoại giao của Bắc Trump, nó là dẫn đến nhiều sự bế tắc và kinh tế ở tại Nam Mỹ, nó mới dẫn đến cái sự khó khăn mà người ta mới qua bên Hoa Kỳ. Lỗi là lỗi Bắc Trump lỗi. Nói chung trong bộ máy chính trị ai cũng là họ đổ hết, chứ không có Kamala Harris gì đó là họ đổ hết. Bởi vì đổ lỗi cho người khác nó dễ hơn là thừa nhận sai lầm của mình. Nên là đổ lỗi cho Bắc Trump là do cái chiến sách ngoại giao 4 năm của Bắc Trump làm tổng thống, nó đã dẫn đến cái vấn đề mà tại Nam Mỹ gặp kinh tế khó khăn và dẫn đến người ta phải đi vượt biên đi đến Hoa Kỳ và xin tị nạn. Bà ta không dám nêu lên vấn đề là cái sự 4 năm vừa qua dưới cái sự lãnh đạo của bà và Bắc Joe đã dẫn đến cái thảm họa của biên giới. Bà ta rất là khôn khéo, đem tất cả tội lỗi chuyển sang cho Bắc Trump hết. Thì đây là những cái bài phỏng vấn được nhiều người chú ý ngày hôm nay. Đây là phỏng vấn đầu tiên của bà nên là được nhiều người chú ý. Cái phỏng vấn thứ hai, thứ ba thì nó không còn giá trị nữa. Nhưng mà đây là những cái sự việc mà nó đã xảy ra rất là hấp dẫn. Cô chú và anh chị em. Ngoài ra liên quan đến Bắc Trump ngày hôm nay thì Thụy Điển hơi làm khó dễ nha. Châu Nguyên nói á, mấy cái nước Bắc Âu này á, Châu Nguyên nói nha, người Đan Mạch, người Thụy Điển, người Phần Lan, người Na Uy, họ không thích Bắc Trump. Chỉ có cộng đồng người Việt Nam mình thích thôi. Cộng đồng người Việt Nam mà ở Bắc Âu thì thích Bắc Trump lắm. Cộng đồng người Việt Nam ở châu Âu thì thích Bắc Trump lắm. Nhưng người Thụy Điển, người Na Uy, người Phần Lan, họ không thích lắm. Họ không có thích lắm đâu. Vừa qua thì trong cái ngày 27 tháng 7, cái chuyện nó đã qua rồi, 27 tháng 7 ở tại Minnesota, thì Bắc Trump có một buổi meeting ở đó. Thì trong cái sự bước đi của Bắc Trump đó, video người ta quay cho thì người ta điểm những cái bản nhạc. Bản nhạc của cái group là ABB. À, đọc sao ta? ABB. Hay là tiếng Anh ABBA. À, hay là A, B, B, A. Đó,
ABBA. Đây là một cái group nhạc rất là nổi tiếng của Thụy Điển. Group nhạc này nó cũ rồi, nó xưa rồi. À, nó rất là nổi tiếng của Thụy Điển ngày xưa. Thì bây giờ đó Thụy Điển họ lên án, họ nói là ông Trump ông chưa được phép sử dụng nhạc của chúng tôi để ông điểm vào những cái video của mình. Tôi kêu gọi ông gỡ ngay lập tức điều đó vì chúng tôi không ủng hộ ông. Đó. Thì bây giờ thì phía bên Thụy Điển họ đang làm khó dễ bắt Trump một chút xíu về trong những cái đoạn hình ảnh được loan tả ra trên mạng xã hội và nó có điểm cái bản nhạc của cái rút nhạc của người Thụy Điển này. Thì nói chung là hiện bây giờ nhiều quốc gia trên thế giới họ đang theo dõi chính trị của Mỹ và họ có những cái quan điểm ủng hộ cá nhân khác nhau. Vậy thôi, cái điều này mình rất là dễ hiểu các cô chú và anh chị em. Trong nguyên nói là tại châu Âu thì bắt Trump không được quan ninh cho lắm. Tại châu Âu đó, nguyên nói là cộng đồng ở nước ngoài châu Âu, người nước ngoài đó, người Pháp, người Đức, người này kia thì người ta không quan ninh cho bắt Trump cho lắm. Bởi sao người ta không quan ninh nguyên hiểu mà? Vì văn quá khác thôi. Đơn giản là bởi vì văn quá khác. Văn quá khác. Cái văn quá khác làm cho người ta không có cái cách sống của người Mỹ nó không giống như người châu Âu. Đó là cái cách đó làm cho có nhiều người ta cái quan điểm, đặc biệt là quyên nói là đảng cánh tả ở tại châu Âu nó mạnh lắm, mà nó kêu đảng xã hội đó, nó mạnh khủng khiếp luôn, nó mạnh khủng khiếp luôn. Nên là cái đảng xã hội đó, nó giống như đảng dân chủ, nó lai lai giống nhau vậy đó. Nên là nó không ủng hộ Bắc Trung, nói chung là nó không ủng hộ Bắc Trung. Mà cái đảng dân chủ nó hay, cái đảng xã hội nó hay là nó nắm truyền thông. Nó nắm truyền thông. 70% truyền thông là cánh tả. Nó hay chỗ đó. Nó giỏi chỗ đó là nó nắm truyền thông. Đài radio, đài phát thanh, báo chí. Nó nắm hơn 70% truyền thông. Nó truyền đạt thông tin rất là mãnh liệt. Và đặc biệt hơn nữa là cái giáo dục trong môi trường, ở trường học. Lúc nào nó cũng cho là bắt châm xấu hết. Cái đó là Nguyễn thấy rõ. Các quý vị nào mà thấy con em mà đi học, nếu hỏi nó về chính trị, mấy đứa mà học khoảng 14, 15 tuổi, hỏi nó về chính trị ở trường nó dạy nó tàn là nói là bắt châm xấu không à. Nhất là nó nhắm vào những người di dân, có nghĩa là gốc là nước này nước kia đó, cho rằng là cái đường lối của bắt châm là đường lối kỳ thị chúng ta. Nó nhắm vào cái chủ yếu đó. Cái phương hướng của bắt châm là phương hướng ích kỷ. Đó, thì nó nhắm vào cái chủ đề đó để mà nó làm tác động đến tâm lý. Tất nhiên là nó không có ảnh hưởng đến bầu cử của Mỹ. Ở châu Âu anh suy nghĩ cái gì đó ảnh hưởng. Nhưng nó ảnh hưởng một phần nhỏ, đó là do tập đoàn công ty đầu tư ở nước ngoài. Thì các vị cũng biết là thí dụ đi, Nguyên là một ông chủ của một công ty. Nguyên có ở dưới tướng của Nguyên có 1.000 công nhân, 10.000 công nhân đều là ngũ tịch Mỹ hết, họ sẽ bỏ phiếu hết. Và cái quan điểm chính trị của Nguyên trong công ty nó sẽ ảnh hưởng đến công nhân của Nguyên. Cái điều đó là điều tác động. Giật dây chính trị nước ngoài nó là bao nhiêu đó. Thí dụ là đầu tư tiền bạc ngầm. Ở Mỹ là cấm nha. Ở Mỹ là cấm đầu tư tiền bạc cho những ứng cử viên. Nhưng người ta đầu tư ngầm. Ngầm bằng cách nào? Người ta có những cái quan hệ với cái công ty nào đó của người Mỹ. Họ nói bây giờ tôi muốn ủng hộ ông Trump đó. Và tôi cho tiền không được. Anh cứ cho tiền đi, rồi tôi tìm khác lắp tiền lại cho anh. Có kiểu là họ gian lận vô đó đó. Chứ đất nước Mỹ là cấm nước ngoài gửi tiền, không có vụ đó. Ở nước ngoài không ai được quyền gửi tiền vào trong cái bầu cử của Mỹ cả. Nhưng mà họ đi đường loan 1001 cách. Là những cái tập đoàn lớn, còn cá nhân của mình thì không ảnh hưởng gì hết. Những cái quan điểm của ông chính phủ và những cái tập đoàn lớn, công ty lớn đó, họ mới có cái tác động đến cái bầu cử của Mỹ. Chính phủ hay là những cái tập đoàn công ty lớn, còn cá nhân giống như cái suy nghĩ cá nhân của mình đó, với bầu cử của Mỹ nó không tác động gì hết. Nhưng những tập đoàn lớn thì có thể, vì cái quyền lợi lợi ích của họ, họ có thể. Và họ sẽ dùng tiền, dùng áp lực, vì họ mở hãng sữa ở Mỹ mà, vì công nhân cũng bị áp lực của người chủ. Họ có thể làm những cái hành động đó để mà dẫn dắt cử tri Mỹ phải bỏ phiếu theo cái suy nghĩ của họ. Nên là chính trị của Mỹ năm nay khá là phức tạp và sẽ có sự chia rẽ rất là nhiều và sự giật dây chính trị của nhiều quốc gia và nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Đặc biệt là Trung Quốc, Nga, bảo đảm với các về mấy ông châu Âu này. Mấy ông châu Âu đợt này là đầu tư tại Mỹ dữ lắm. Bây giờ mấy ổng bắt đầu phải giật dây chính trị cho cái ngày tháng 11 sắp tới này. Đây là bản tin liên quan đến sự việc của bác Trump và vấn đề của Thụy Điển để cho các quý vị hiểu rõ hơn
về cái sự việc. Và một bản tin lạ kỳ, mình Nguyên cũng không hiểu tại sao mà ở tại California có cái điều này. Bữa nay thì California đồn dữ lắm. Cho Nguyên hỏi là cô chú anh chị em nào ai ở California? Cali, bà con Cali một đi khó về. Bữa nay Cali nó đồn dữ lắm, mà đồn không đúng sự thật. Không biết cô chú anh chị em nào hiện bây giờ gần 5-6 giờ sáng mà không biết cô chú anh Nguyên bấm. Bà con nào ở Cali thì cho Nguyên số 1 nhé. Cho Nguyên biết là mọi sự việc mấy bác đang ở Cali giờ này sáng sớm có. À chị hả? Bữa nay thì tin Cali nó đồn dữ lắm. Đó là phía bên đảng Dân Chủ đã đưa ra một cái đạo luật. Đó là sẽ hỗ trợ cho những người di dân bất hợp pháp, không có giấy tờ. Hỗ trợ với cái số tiền là 150.000 đô để mua nhà. Để mua nhà. Và cái đạo luật nó đang làm ổi hết ở tại. Và cái đạo luật này nó được thông qua tại Quốc hội California rồi. Bây giờ chỉ còn qua ông thống đốc Gavin Newsom, ông ký là ra đạo luật là được liền. Cái đạo luật này á, nó có làm nhiều người cô chú anh chị em ngộ nhận sai hiểu luật. Người ta kêu hỗ trợ chứ người ta không phải là cho. Cái chữ hỗ trợ chứ không phải cho. Cũng giống như Mỹ hỗ trợ cho Ukraine rất là nhiều. Và trong tâm lý người ta nghĩ là cho không à? Không phải. Cái chữ hỗ trợ có nghĩa là người ta cho mình mượn. Người ta cho mình mượn. Còn cho là cho. Hỗ trợ là tôi giúp đỡ, là tôi cho mượn, là tôi giúp đỡ anh đó. Chứ thường là anh không được quyền, anh không có đủ tư cách để mượn. Các quý vị cũng biết là mượn tiền nhà băng nó không hề dễ. Bây giờ Nguyên muốn mua căn nhà. Đầu tiên nhất là Nguyên phải có tiền đặt cọc 20% căn nhà đó. Rồi Nguyên phải đi lại nhà băng, có số tiền lại Nguyên không có, Nguyên phải mượn nhà băng. Lại nhà băng thì nó hỏi anh có đi làm hay không, anh thu nhập bao nhiêu, chi phí anh bao nhiêu, nó hỏi đủ thứ giấy tờ hết. Nó hỏi trời trên trời dưới đất của nó xét, nó xiết, nó coi, nó duyệt đủ thứ hết. Rồi nó suy nghĩ ra, à, tôi chấp thuận cho anh mượn bao nhiêu. Đó, ví dụ như vậy. Còn bây giờ đó, ở California nó dễ, không có giấy tờ gì luôn. Anh có tiền, anh không có giấy tờ. Cái nhà này thí dụ Nguyên nói là 500 ngàn. 500 ngàn. Anh có 200 ngàn. 300 ngàn. Anh chưa đủ 500 ngàn. Nhà nước cho anh mượn 150 ngàn để anh mua nhà. Lý do mà người ta đưa cái đạo luật này là bởi vì tình trạng của Mỹ ở tại Cali dân đông quá mà nhà thì ít quá. Nhà thì càng ngày càng đắt. Cali bà con khoái ở Cali đó. Thì đảng Dân Chủ đã đưa cái đạo luật này đang tranh cãi rất là nhiều. Và nhiều người đã loan tải cái bản tin là nhà chánh phủ Cali cho người dân vô gia cư 150.000 đô. Chuyện đó không có. Trong Nguyên khẳng định là chuyện đó không có. Và nhiều người chia sẻ cái bản tin đó sai, không thiếu chính xác. Họ cho mượn, phải trả lại. Nhưng mà nhiều người không đồng ý. Vì hiện bây giờ người Mỹ và những cái người đang hiện bây giờ chưa phải là mang quốc tịch Mỹ và hiện bây giờ những người có giấy tờ hợp pháp ở Mỹ, họ ở Mỹ cả 10 năm. Hiện bây giờ họ không có đủ điều kiện để nhà băng cho phép họ. Bởi vì nhà băng nói anh thu nhập không có đủ. Nhà băng nó mượn từ nhà băng nói anh thu nhập không có đủ. Chi phí vợ con này kêu nhà anh chi không đủ. Nhà băng không cho họ mượn nợ để mua nhà. Khi lúc đó chính phủ lại ưu tiên cho những người vô gia cư. Mà người vô gia cư á, thì họ làm đen mà. Họ đâu có làm trắng đâu. Làm sao biết được cái thu nhập của họ chính xác là bao nhiêu? Đó. Tất nhiên thì người ta nói những cái đảng dân chủ họ nêu lên cái đạo luật này, họ nói là cái công bằng. Bởi vì những người vô gia cư họ ở đây cũng nhiều năm. Họ ở đây mười mấy năm. Họ cũng đóng thuế. Cái thuế ở đây á, là thuế họ phải ăn uống. Chứ không phải là thuế lương bổng. Thuế ở đây là thuế họ ăn uống. Nhưng mà cái thuế ăn uống có bao nhiêu đâu. Họ mua sản phẩm đúng, họ có đóng thuế, họ có đóng góp cho đất nước Mỹ. Nhưng mà các vị biết là cái mức lương của chúng ta đó, ở Đan Mạch, Nguyên phải trả 42% thuế. 42% thuế. Nguyên kiếm 100 đồng là chính phủ lấy hết 42 đồng nó bỏ túi. Nó đau lòng lắm các vị. Cứ mỗi năm mà Nguyên phải trả thuế là Nguyên đau lòng lắm, Nguyên xót cuộc lắm. Nguyên xót cuộc lắm, nhưng mà phải chịu thôi. Vì chúng ta phải đóng góp đất nước của người ta. Chúng ta hưởng lợi những cái điều kiện xã hội của đất nước đó. Thì chúng ta cũng phải đóng góp của đất nước đó. Chúng ta phải đóng góp cái đất nước đó.
Thì hiện bây giờ đó, người Mỹ ở tại Cali đó, họ bất mãn với cái đạo luật này. Vì họ cho rằng nó không có công bằng cho những người, thứ nhất là người Mỹ, thứ hai là những người họ làm việc ở Mỹ có hợp pháp đàng hoàng, họ đóng thuế rất là cao, nhưng ngược lại họ đã không đủ tiêu chuẩn để có thể mượn tiền nhà băng. Khi lúc đó một người vô gia cư, một cái người bất hợp pháp, xin lỗi, phải dùng từ giống một người bất hợp pháp, họ ở Mỹ không biết bao nhiêu thời gian không rõ, họ không có giấy tờ trong người, nhưng ngược lại được chính phủ ưu đãi. Đấy, thì cái đạo luật này được tranh cãi khá nhiều ở tại Cali ngày hôm nay, mà hiện bây giờ cái đạo luật nó chết một cái, nó thông qua tại quốc hội rồi, quốc hội ở tại tiểu bang Cali rồi, nó thông qua tại quốc hội tiểu bang Cali rồi. Bây giờ nếu mà ông Ganusom ông ký một cái là xong, nhưng mà nếu mà ông ký á, là bà phó tổng thống sẽ mất đi lá phiếu, bởi vì ông ký một cái đó thì bắt đầu là đảng Cộng hòa sẽ lợi dụng cái đó và tấn công vào bà phó tổng thống. Vì giữa ông Gavin Newsom là cháu của bà Nancy, mà giữa ông Gavin Newsom và với bà phó tổng thống là hai người bạn thân nữa, mà bà Nancy là chị hai đỡ đầu của bà Kamala Harris, nó mới chết. Nó chung chung là nó dính liền với nhau. Chỉ cần ông Gavin Newsom mà ông ký một cái thôi, ông ký vô cái đạo luật này một cái đó ha, là ảnh hưởng rất là lớn đến bà phó tổng thống bầu cử vào tháng 11. Tại vì người dân Mỹ người ta thấy nó không có công bằng. Tôi là người Mỹ mà tôi không được ưu đãi, tự đi ưu ải cái người không có giấy tờ. Đó. Người ta bức xúc chứ, quyền lợi của người ta không có. Đó là hiện giờ đây là bản tin của Cali cho cộng đồng người Việt Nam chúng ta ở Cali ngày hôm nay, tranh cãi rất là nhiều về cái bản tin này, và có nhiều người truyền đạt nó không được, nguyên nói kiểu là không được chính xác. Trong nguyên mạng phép nêu lại cái bản tin với một cái mức độ chính xác rất là cao để cho các quý vị biết hiểu rõ được hơn cái đạo lực và tại sao người ta bức bội, người ta không đồng ý, nhưng mà quốc hội đã thông qua.